gửi xe bên Hoa Lư xong nha bà con. Gửi xe bên Hoa Lư xong nha. Bây giờ Hoàng qua đài truyền hình. Qua đài truyền hình vào trong xem Kim Tiểu Long và Kim Tiểu Ly ở phòng trong hội trường nha bà con. Đó, mời bà con theo chân Hoàng nha. Mới gửi xe xong đi qua đây cũng hơi xa. Bên này xe đông quá rồi. Bên này xe đông nên gửi xe bên Hoa Lư xa xa nha bà con. Hơi xa xíu nha. Đó, đài truyền hình Hồ Chí Minh đây. Đài truyền hình Hồ Chí Minh nha bà con. Đây là hội trường nha bà con. Hội trường rất là vui nha. Đó, ai cũng xinh tươi hết trơn. Xong ra ngoài hết. Hello bà con nha, chúc bà con buổi tối vui vẻ nha. Thì hiện tại Hoàng đang ngồi ở ngoài hành lang, ngoài hội trường nha bà con, ngoài sân khấu nha. Thì hôm nay anh Kim Tiểu Long hát ở phần trăng cổ nhạc. Tí nữa bà con sẽ xem trực tiếp trên đài truyền hình nha. Còn Hoàng thì ngồi ở ngoài đợi nha. Do là có vé nhưng mà có chị kia bà xin mà Hoàng hết vé rồi nên cho chị kia luôn. Nên hôm nay không có được vào trong xem, ngồi ở ngoài đợi về thôi. Tại vì lúc nãy gửi xe cũng hơi xa á. Gửi xe hơi xa nên đi vô hơi chậm nha bà con. Không có gì quay cho bà con xem hết trơn. Nên ngồi đây tâm sự bà con tí xíu nha. Nãy đi mọi người đi vào sâu rồi thì Hoàng mới bắt đầu mọi người xuống xe hết rồi thì Hoàng mới bắt đầu là chạy xe vô chỗ mà gửi xe bà con. Thì chỗ gửi xe cách đài truyền hình cũng hơi xa, đâu đó thì đi qua chắc cũng phải 2-3 phút gì đó, đi bộ qua bà con. Tới nơi thì lên thì cũng vào quay trong cái phía trong tí xíu thôi, nhưng mà do đông quá nên mấy anh bảo vệ là mời ra ngoài để cho các nghệ sĩ trang điểm thay đồ. Thì tí nữa vào nghe trực tiếp trên đài truyền hình nha. Thì lý do là như vậy nên Hoàng không có quay được nhiều cho bà con xem. Mong bà con thông cảm nha. Và luôn ủng hộ kênh của Hoàng nha bà con. Luôn ủng hộ kênh anh tài xế nha. Chúc bà con một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe bình an. Và sự như ý, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi nha. Nếu bà con thấy kênh hay có thể bình luận phía dưới cho Hoàng một cái nút like nha bà con và đăng ký kênh cho Hoàng nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. 9 giờ đúng không anh? Đâu có 8 giờ mấy rồi, chuẩn bị rồi 8 giờ là mọi người vô trong đây hết rồi. Tóm lại là khoảng 8 giờ rưỡi là lên sóng. Cái gì vậy? Trước không có vô làm mất trước mà. Mặt ba có dính gì không vậy? Không. Ok. Giờ mình đi đâu anh? Anh đi về. Đi gì hả? Về là cho bé Ly nó xông hơi. Gì hả? Tại vì bé Ly nó cũng bệnh mà anh cũng bệnh nữa. Là anh đó nó bệnh rồi nha. Sáng giờ mình tập tuần rồi hả anh? Ok. Dạ.